có việc cần phải gặp em Mời tiệp cho nào ngồi đi Giờ có ba em ở nhà rồi Em không đi đâu lâu được đâu Anh nói xong rồi em về luôn Bác Quyền mời anh Và ba tối nay qua nhà Mà anh không từ chối được Thì anh cứ qua đi Theo anh Có thể đây là ý của dì Phương Mà như vậy Thì sẽ rất nặng nề cho anh về Cho nên anh muốn em qua bên chị Thư Để khỏi khó chịu Em nghĩ từ giờ chắc em phải tập cho quen rồi Anh vẫn còn phải tới lưu với Ngân nhiều mà Không lẽ cứ mỗi lần anh tới Em luôn cứ phải tránh đi hả Hơn nữa em chỉ muốn bình yên thôi Không muốn có cảm giác lúc nào cũng nâm nớp lo sợ Căng thẳng quá Em chịu không có nổi Anh biết Thời gian này Em chịu nhiều áp lực lắm Nhưng mà Em được chọn cách tránh gặp mặt anh như vậy Em đã Là sẽ không bỏ mặt anh một mình mà Nhưng nếu em cứ gặp anh hoài Thì dì Phương cũng không để em yên Vì cũng bố em hoài Em không chịu được Anh hiểu ý em không Chị em Mà anh sẵn sàng không tới gặp Ngân Nhưng bà dì Phương Sẽ trả đũa em bằng cách khác Mượn tay của ba em chẳng hạn Bây giờ Em ráng kiên nhẫn đi Để anh tìm cách giải quyết đã Tại em chưa sống cùng nên anh không thể hiểu được người như dị phương không dễ dàng từ bỏ ý định của mình đâu có thể gì ấy sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào giờ em chỉ muốn mình được sống yên ổn không bị đe dọa gì nữa hết em chịu không nổi đâu em nói như vậy rồi vậy còn tình yêu của tụi mình thì sao <laughs> em không biết thật tình giờ em không hiểu em đang nghĩ gì nữa chị biết là giờ mình cần phải thu mình lại để được sống yên ổn, khỏi phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Con chào ba. Ba ơi, con đi học về rồi, giờ con ghé nhà chị thư tí nha ba. À, ừ nhưng nhớ về sớm nghe. Tối nay ba có mời nhà bác Quang qua ăn tối đó. Con hỏi con Thư có qua chơi được không? Dạ, để con hỏi. Nhưng con muốn tối nay ngủ ở nhà chị Thư cho vui. Được không ba? Ba mới về mà. Cả nhà ăn một bữa cơm cũng không được nữa à. Nhưng tối nay ba bận tiếp khách mà. Cho con ở đây ngủ với chị Thư đi. Thôi vậy cũng được. Con ở bên đó chơi với chị nha. Để bữa khác cả nhà mình ăn cơm cũng được dù sao thì tối nay cũng khách khứa dạ con cảm ơn ba con chào ba ờ à. Alo Gì đây Dạ con chào gì Có chuyện gì không gì Là vậy Bác trai mới đi công tác về Dì có làm bữa cơm gia đình Muốn con qua dùng cơm với cả nhà Dạ Con sợ không tiện Có gì đâu mà không tiện Con nhớ tới nha Con đừng có ngại gì hết á Trước lạ sau quen mà Dạ Vậy dạ, tối con tới Ừ Vậy dạ, tối nay gặp con nha Chào con Giờ nói cho chị biết lý do được chưa Mấy lần kêu hoài không chịu Tự nhiên hôm nay đời ngủ lại là sao Em tị nạn mà Có gì đâu Ê Chuyện gì nữa hả Tại tối nay Ba mời cha con anh Quy Tới nhà mình ăn cơm đó Em muốn tránh mặt vậy mà Anh Anh đói bụng chưa Để em mang cho anh chén súp nha không cần đâu. Lát khách tới đã ăn luôn cũng được. Tối nay anh có gọi con thư về ăn cơm chưa? Em quên nhắc anh nữa đó. Anh chưa gọi. Mà thôi để hôm khác đi. Tối nay nhà có khách rồi. Thì chỗ cha con anh Quang thân tình chứ có phải ai xa lạ đâu. Anh kêu tụi nó về ăn cơm với gia đình, cho không khí ấm cúng. Cũng lâu rồi nhà mình không có sum họp. Nha anh. Ừ. À, dạ con nghe nè ba thư hả con dạ Hồi nay về ăn cơm luôn nghe con dạ hồi nãy con hiền có xin với ba là nó ở lại đây với con mai nó về rồi mà hôm nay gia đình ăn cơm tụi con hãy về để ăn cơm đi ờ à, dạ dạ vậy dạ, để lát nữa tụi con về ba kêu về ăn cơm kìa hả ờ mà không phải cái bà phù thủy kêu mới đúng chứ thôi ráng mà về đi nếu không á hả có chuyện lớn nữa đó <laughs> dạ con chào cả nhà an tới chơi hả con ngồi vào ừ. bàn dùng cơm với mọi người đi con dạ dì mười ơi mang chén đũa ra dạ dạ thôi con ăn tối rồi không ăn thì phải uống nha anh đây là cậu an bạn của bé hiền đó anh chào bác trai đi con ừ. Mời con cậu. cứ tự nhiên nha con chào bác <laughs> biết thế nào bà ta cũng dở trò mà không ngờ lại lôi anh an vô đúng là bà phù thủy hả? lâu không gặp ha <laughs> vậy ra là cả hai vẫn liên lạc với nhau còn mình thì không biết gì hết con là bạn của thục hiền hả đến trễ là phải uống buồn nghe mà con uống được nhiều không dạ cũng không nhiều lắm thưa <laughs> bác hiền sao không tiếp bạn đi con rót bia cho an đi con bắt đầu rồi đây <laughs> dạ. À anh An, em gấp cho anh nha. Cảm ơn em. À, em rót bia cho anh nữa. Dì mười, mang trái cây ra. Dạ, trái cây đi cô. Đây, mời cả nhà. anh à cũng đã trễ rồi xin phép cho hai ba con tôi về trước còn sớm mà anh quan anh còn phải uống trà với tôi nữa chứ chắc để lần sau mình nói chuyện tiếp à giờ tôi xin phép về cảm ơn gia đình buổi tối này ngon quá <laughs> à thôi cháu ở lại chơi bắt về trước nha dạ thôi chắc con cũng xin phép con về luôn à ừ con cũng xin phép về luôn Chào anh chị tôi về. Dạ có xin phép. Thứ ba, thưa gì con về? Ê. Ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Ừ. Ba không ngờ con quen bạn bè có kiểu cách ăn mặc tự do như vậy. Nhìn qua là ba chịu không nổi rồi. Đã vậy còn để cho nó biết nhà mà tới nữa Anh hỏi mấy bạn con rồi tìm tới Chứ con đâu có cho anh biết nhà mình đâu Tại sao con quen với nó Nó làm nghề gì ừ, Dạ Anh làm ca sĩ à, Ban nhạc của ảnh đến trường con để giao lưu Nên à, con quen Nó con nhà ai Dạ ừ, Con không biết Con quen nó tới mức nào À, bạn bè bình thường mà ba Bình thường mà tới chơi buổi tối à Con tưởng dễ gã ba lắm hả Con biết mà Xưa giờ ba không thích ca sĩ, nghệ sĩ Không lẽ con không có bạn để chơi hay sao Mà đi giao du với giới ca hát đó Đàn ông con trai gì Tóc tai màu mè Nhìn là chịu không nổi rồi Ba không muốn thấy con có một kiểu bạn như vậy Dạ, tại anh làm ca sĩ Nên ăn mặc tóc tai như vậy thôi ba Chiếc ảnh cũng hiền và nghiêm chỉnh lắm ba Nghiêm chỉnh mà ăn mặc kiểu đó Ba không chấp nhận <laughs> Ba mà thấy anh Huy hồi đó Thì sao ta Ba không cấm con giao du với bạn bè Nhưng Phải biết chọn bạn phù hợp mà chơi Tuổi của con bây giờ là tuổi đua đòi Theo với chúng bạn như vậy đó Ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng Trời ơi Ba làm như mình mới 10 tuổi Hay giống như chị Tư hay sao vậy Cấm thì không nhưng từ giờ Ba không muốn con giao du nhiều với cậu ta Con cũng hạn chế tham gia ba cái vụ hát hò gì đó đi Lo mà học hành đàng hoàng cho ba Nghe chưa Dạ Anh buồn mà làm gì Em thấy con hiền nhà mình cũng đã lớn rồi Cũng phải cho nó tự do một chút Mình là cha mẹ thiệt Nhưng cũng đừng can thiệp chuyện bạn bè của con quá Tội nghiệp nó thì anh có cấm gì đâu Anh cũng muốn con có bạn bè Nhưng phải là người đàng hoàng Lần này nó đi quen với thằng ca sĩ Nhìn là chịu không nổi Thì ca sĩ cũng là nghề kiếm tiền chứ anh Anh khắc khe như vậy Tội nghiệp con Mà em thấy Coi bộ cậu An nhìn cũng hiền nữa chứ Không được Anh không thích con gái của mình Bạn bè với những người như cậu ta Em thấy thằng Thái không? anh đi như vậy mới lo được cho vợ con chứ anh không thích thì thôi đừng có buồn giận rồi lên máu đó nghe anh uống thuốc chưa nãy giờ lưu bu em quên hỏi anh đó ừ anh uống rồi không có sao đâu anh nè em ngủ chưa dạ chưa nói chuyện với anh một chút nha dạ hồi tối em vui lắm phải không anh không biết là em đã trốn qua nhà chị thư rồi còn bị dì phương lôi về nữa hả có người tới là em vui rồi anh đang muốn nói anh an á hả trời giờ anh mới chợt nhớ thời gian này em phải trách mặt anh có phải gì An quay lại với em đúng không Anh nói gì vậy anh Quy Em với anh An đâu có gì đâu Mà lại phải quay lại với nhau Anh đang nói cái quái gì vậy Em không muốn gặp anh Để khỏi phải kể việc An đi tìm em Nếu tối nay An không đến Thì anh cũng không biết luôn Bây giờ thì anh đã hiểu thái độ Tại sao em tránh mặt anh Em thấy dây dưa với anh rắc rối quá Nên em cần sự bình yên hơn Dạ, à, là sự lựa chọn của em lúc này đúng không? Em không ngờ Anh lại nghĩ em như vậy Em Em phải học để thi Em đang cố để giữ mình được yên ổn Tránh để dì Phương kiếm chuyện Em đang tránh dì Phương, anh hiểu em không? Em tưởng là anh hiểu em chứ Đến tối nay thì anh không tin Là em muốn yên ổn để học thi nữa à... Em nói là em yêu anh Nhưng em vẫn giữ hình ảnh của anh trong đầu chỉ có người đó Mới làm em bình an Chứ không phải là anh Em xem tình cảm của anh chỉ trò đùa vậy Tiếc là anh không nhận ra sao Anh nói xong rồi Em ngủ đi Dì biết Con đang buồn vì thái độ lạnh nhạt của bác trai Dì định là không nói cho con biết Nhưng dì mến con lắm <laughs> Dì thấy Con cũng nặng tình với con hiền nhà dì Nên dì không nỡ Nên dì mới gọi con đến nhà Dạ Bây giờ con nghe lời dì Chịu khó thay đổi tóc tai ăn mặc một chút xíu Cũng không cần phải quá chỉnh chu Nhưng mà đừng có ăn mặc như vậy Bác trai dị ứng đó Dì biết con là ca sĩ cũng cần có mốt này mốt nọ Nhưng ngạc nội bác trai không chịu thông cảm Thì thôi mình là phận con cháu Mình làm cho người lớn vui lòng được Thì cũng là dạ. việc nên làm Con sẽ nghe lời gì Con cảm ơn gì đã khuyên con Con vậy là gì mừng lắm Nói thật chứ dì cũng sợ con giận Con cho là gì khó khăn rồi bắt bẻ con Dạ không con. có Con không dám nghĩ như vậy đâu Dì đừng có nói như vậy tội nghiệp cho con lắm Thiệt là nói chuyện với người hiểu biết như con thấy dễ chịu lắm <laughs> uống nước đi con dạ nãy giờ nói chuyện tan đá hết trơn rồi còn chuyện này nữa dạ đã nhắc thì nhắc cho trót con có biết là bác trai thích cái gì nhất không dạ thích gì ạ ba ơi con sắp thi tốt nghiệp rồi ba cho con qua nhà chị thư để học nha ba nha ba ba cho con đi nha con lại kiếm cớ gì nữa vậy ở nhà không đủ yên tĩnh cho con học hay sao qua nhà chị Thư làm cái gì Không phải Tại nhiều khi á, con phải học nhóm Con sợ mấy bạn tới nhà mình nè Rồi họ lại ồn ào Nếu học thật sự thì cũng đâu có sao Nếu cần á thì rủ bạn bè tới nhà mà học Để con qua nhà chị Thư Không có người dòm ngó Rồi con hẹn với thằng ca sĩ đó nữa à Con học thiệt Chứ đâu có hẹn với ai đâu ba Vậy cứ học ở nhà Cần gì thì cứ nói với bà Muốn đi đâu á đợi thi xong rồi đi nó nói là học thi tốt nghiệp vậy là nó sắp ra trường rồi sao sao mà nhanh quá vậy Dì Mười Dạ Nói là con Hiền đi chơi với cậu An nghe chưa Alo Hiền hả em Alo Cậu Quy hả Hiền nó đi chơi với cậu An Nên không có ở nhà Đi lâu cho dì Mười à, 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 Đi thôi chiều à. Dạ 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 đi hồi chiều á cậu Vậy khi nào Hiền về chị nói hay gọi điện thoại cho con nha cảm ơn chị dạ ác á thì ác vừa vừa thôi chứ Luận văn của anh tốt lắm đó Không ngờ anh giỏi dễ sợ à... Chào anh Vũ ừ. Thôi anh Vũ với Hiền ở lại nói chuyện nha Quanh đi trước á Em nói thời gian này Em cần yên tĩnh để học anh đồng ý Và không làm phiền em Nhưng mà em tránh mặt anh Để mà đi chơi với thằng An Có quá đáng lắm không Em em ở nhà suốt mà <laughs> Em bắt đầu nói dối với anh nữa à. Anh có thể chấp nhận mọi tính xấu của em Ngoài sự gian dối Càng ngày Em càng coi thường anh rồi đó Em đã nói là em ở nhà học suốt rồi Em chẳng đi đâu hết anh tin hay không Tùy anh Anh yêu cầu em Chấm dứt những cuộc đi chơi như vậy Nếu mà em cứ tiếp tục mối quan hệ mờ ám đó Thì Anh sẽ rằng đe em đó Em đã quá mệt mỏi Với tất cả những sợi dây Thòng lọng quấn chung quanh em rồi Anh có hiểu không Giờ em rất cần Cần sự yên ổn đó Dạ anh chính là người đã đem lại sự bất hạnh cho em anh có hiểu điều đó không anh làm em bị bất hạnh à bây giờ ở đây với anh em vẫn cảm giác mình bất an đó lúc nào em cũng có cảm giác như là đang đi chơi với bộ người khác á anh hãy để cho em yên đi em chỉ muốn được sống yên ổn thôi em mà rất tốt nghiệp em sẽ hận anh đó nếu em thật sự muốn yên ổn thì em hãy chấm dứt với thằng an đi em thừa biết anh với nó là bạn với nhau mà em với anh an đâu có gì đâu mà anh biểu em chấm dứt anh vô lý đó hay lắm có nghĩa là em chọn thằng an chứ gì em chẳng chọn gì hết em cũng chẳng làm gì sai mà phải nhận lỗi với sửa lỗi em không muốn bị anh phải tra vấn em đâu em mệt mỏi rồi em được thử thách sự chịu đựng của anh em mà làm quá rồi sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Anh Ai đó, dì mời con. Dì vô đi. Ừ. chè mà con thích nè con ăn đi con nghe <laughs> con cảm ơn gì à. con hôm qua hôm nay á vì muốn nói chuyện với con mà không có dịp để nói ừ chuyện gì vậy dì tối hôm qua con đi đâu mà không đem theo điện thoại ờ à, thì con đi bộ ra đầu đường mua đồ đó mà sao vậy dì tối hôm qua cậu Huy á có gọi điện cho con mà cô Phương á đưa máy cho dì trả lời Biểu dì nói á, con đi chơi với cậu An Hả? Có chuyện đó nữa sao? Ừ Mà gì Con đâu có thấy cuộc gọi nào đâu Trời đất ơi Cô Phương á Cô bấm xóa gì lung tung à Cho nên con không biết đó Con nè Con gọi cho cậu Huy giải thích đi Cậu ta hiểu lầm con đó Hèn gì mà thôi, giờ con có giải thích á, thì cũng có được gì đâu. Con có nói thì ảnh cũng đâu có bỏ ngân được. Mà giờ con không muốn dính dáng tới ảnh nữa, con chỉ muốn được yên thân thôi. Sao lúc này á? Vì thấy con thay đổi quá, sao con trở nên sợ cô Phương quá vậy? càng ngày á con càng cảm thấy mệt mỏi và con cảm thấy ghê sợ với sự thâm độc của bà ta lắm thời gian này con chỉ muốn yên ổn để học hành thôi lấy cho xong bằng tốt nghiệp vì nếu không có bằng cấp á thì khó xin được việc làm lắm đó ờ à, con nói vậy á dì hiểu rồi mà ba của con á thì chỉ cần có bà ta thôi chứ đâu có cần con đâu hiền à con đừng có nghĩ vậy ba con thương con lắm đó thương hả nhưng ba con vẫn cần bà ta hơn con nghĩ cũng đã tới lúc con cần phải tự lập rồi. Không có con. Thì bà con sẽ có cuộc sống êm ấm. Mà con thì cũng được yên thân nữa. Vậy là đủ rồi dì mời. Dạ thưa có cậu an tới à. ạ. Dạ, Vậy con chào bác. An hả con? chào gì ngồi xuống ăn trái cây với gì dì. dì mười gọi bé hiền nói là có cậu an tới dạ nó đang học mà kêu cái gì cậu ngồi đi dạ dạ thưa bác hôm trước con tới đường đột quá ngay lúc nhà mình đang có khách hôm nay con tới là để xin lỗi bác chuyện hôm trước Nhân tiện, con cũng có món quà muốn tặng bác. Cảm ơn con. Anh tôi không nhận quà đâu, xin lỗi cậu. À, chỉ là mấy gói trà ô long thôi, à cũng không có gì đâu bác. Bác cứ nhận đi cho con vui. Tôi đã nói rồi, không nhận là không nhận. Cậu à... ngồi chơi, tôi có việc. Tính bác trai là vậy đó. Con đừng có buồn nha. Dạ, con không dám đâu. Chuyện gì Mình cũng cần phải kiên nhẫn một chút Con chịu khó Thay đổi như vậy là tốt lắm đó Bác trai sẽ nhận ra tấm chân tình của con Dạ Bây giờ Con chịu khó Đem quà về đi Lúc nào thuận tiện Vì gọi con tới Từ từ dì sẽ nói giúp thêm cho con Mưa dầm thấm lâu mà con Dạ Con cảm ơn dì đã giúp con Con xin phép dì con về để gì tiễn con? Dạ, con chào gì? Về nha con. Dạ, con chào gì? Con cảm ơn gì nhiều. Dì Mười hmm? Hồi nãy á, anh An gặp ba con phải không dì Mười Ờ đúng rồi đó con Cậu An tới tìm con Nhưng mà ba con á Không cho dì kêu con Tặng quà Mà chú cũng không chịu nhận nữa Làm cậu An đi về á Mặt buồn hiu à Ủa Bộ con thấy thấy cậu đến hả Dạ Con đứng trên lầu á Thấy dì Phương tiện ảnh Mà Thấy ảnh có cầm theo hộp quà nữa Chắc là ảnh có gặp ba con đúng không dì Dì ơi Ba con có lớn tiếng với ảnh không gì? Dì? dì ở trong này nên dì không có nghe Mà chắc là Không đâu con Mà lần này cậu ăn khác lắm Không có để tóc tai như mọi khi Mà ăn mặc á Coi cũng được nữa Dì coi bộ cậu này á Chắc thương con lắm mà nghe <laughs> Sao giờ con thấy lạ lắm dì Mười con chỉ muốn á, mình học xong rồi đi kiếm tiền. Và muốn sống làm theo những gì mình muốn thôi. Ờ à, vậy hả con? Vậy cậu An thương con á, rồi sao? Anh An hả? Chắc không có đâu gì mười. Tại trước đây á, con tham gia ban nhạc, có một mình con là con gái. Con hay bị ăn hiếp nên ảnh bảo vệ con thôi. Anh em với nhau á thì có thân thiết nhưng không có thương yêu như gì nghĩ đâu. Mà hồi nãy á, con thấy ảnh ôm quà về Nhìn mặt ảnh tội nghiệp quá Chắc là Đợi con thi xong Rồi con phải gặp ảnh xin lỗi mới được Chứ Nhìn ảnh tội nghiệp quá Anh Nguyên Tôi được biết Anh đã chứng kiến những khoảnh khắc Mà anh đã cùng ba mẹ anh Trong chiếc xe hơi đó Anh còn nhớ không Ừ. Có lẽ đây sẽ là phương pháp mà chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm. Nào, anh ngồi xuống đây. Không sao, anh cứ ngồi xuống đây bình thường thôi mà, ha. Tôi không sao. Anh cứ ngồi xuống đây bình thường như là ngồi anh xem tivi ha. Nào. Rồi. À, bây giờ nghe anh hãy nhìn thẳng về phía trước kìa y như là anh ngồi xem truyền hình vậy nghe rồi chúng ta chuẩn bị nè tắt đèn anh nguyên anh nguyên à bình tĩnh bình tĩnh đi không bật đèn lên đi anh nguyên à anh nguyên <laughs> Bà ơi Bà ơi Mẹ Bà ơi ba Ba à, Mẹ ơi Cậu Nguyên Ba Cậu Nguyên à Tại con cá à. Ba tôi Mẹ tôi Anh Nguyên à Anh Nguyên à, Còn, Anh Nguyên à, Được rồi Rồi anh cứ đứng lên bình tĩnh bình tĩnh nè, đứng lên đi nè đứng yên đi đứng yên rồi anh có nhận ra ai đi không có nhận ra không đây có phải là thư không sao đâu anh mọi việc ổn rồi mà không sao hết không sao đâu mẹ có biết là em đã tìm anh không em không dám nói đâu mẹ la chết luôn đó mẹ em nói á là cọc không có được đi tìm trâu nhưng mà anh có là trâu đâu mẹ em nói vậy rồi Vậy tại sao em dám tìm anh? Ừ, em không biết nữa. Tại em muốn gặp anh, nên em tìm thôi. Chứ đợi hoài, anh không có tới tìm em đâu. Anh có đến mà. Nhưng mà những lần đó, toàn mẹ kêu anh mới đến thôi. Ừ, em tìm anh vậy hoài, anh có thấy phiền không? Không. <laughs> Nhưng mà hôm nay tới tìm anh có chuyện gì không? ừ có ừ, em muốn hỏi anh huy về tình cảm của anh huy đối với em thì từ trước tới giờ anh vẫn coi em là em gái của anh mà chỉ là em gái thôi hả à? ừ. tại vì anh thương chị hiền trước nên anh không thương em được đúng không nếu như anh không gặp chị hiền anh có thương em không anh nghĩ chuyện tình cảm là lý lẽ của con tim cho nên mình không thể cho là gặp trước hay là gặp sau được Và cảm xúc của mình có với một người nào đó Và không có với người khác chắc chắn là khó thay đổi Anh muốn là Ngân biết Để không cần phải suy nghĩ dẫn dơ dớ dẫn nữa Vậy mà mẹ em nói nếu không có chị Hiền là anh sẽ thương em đó Anh không nói là em phải cãi lời mẹ Nhưng mà Ngân phải có chính kiến của mình chứ Chính kiến gì? Mẹ em nói á, em chỉ cần nghe lời mẹ là được rồi. Trứng không có khô mân dịch đâu. Nhưng mà em đâu phải là trứng. <laughs> em có muốn là mẹ em lo hết tất cả mọi việc? Kể cả suy nghĩ của em? Ừ. Em không biết nữa. Nhưng mà em thấy mẹ em giỏi mà. Mẹ lo cho em đầy đủ. Nên em thấy em nghe lời mẹ là đúng mà. Nhưng mà em có thấy mình vui không uhm, không vui nhiều nhưng mà em quen vậy rồi <laughs> dòng đời thân dài với bao câu chuyện là hận là thù tính toán lọc lơ người vẫn hại người, giết trên nụ cười ngày dài chỉ còn sống trong sợ hãi mà biết lối giữa bóng tối phút chốc thay đổi những ác nghiệp rồi sẽ luân hồi như cơn lốc về đây cuốn xoay hạnh phúc vô bay chẳng tìm ra lối thoát giữa đêm đen điều ước gian đơn nhưng sao không thành Ước áo giấc ngủ ngon sớm hôm mà đâu thấy Trượt một thơm ánh sáng phía xa xăm Là lúc yêu thương trong ta ước mong Chỉ khi tim để hận thù đi đời thôi bão giông. dòng đời thân dài với bao câu chuyện là hận là thù tính toán lọc lơ là... người vẫn hại người giết trên nụ cười ngày dài chỉ còn sống trong sợ hãi mơ mịt lối giữa bóng tối phút chốc thay đổi những ác nghiệp rồi sẽ luân hồi như cơn lóc về đầy cuốn xoay hạnh phúc vui bay chẳng tiêu giờ lối thoát giữa đêm đen điều ước gian đơn nhưng sao không thành Ương ao giấc ngủ ngọt sông hâu mà đâu thấy chợt một thơm ánh sáng phía xa xăm là lúc yêu thương trong ta ương mong. Ai vậy? chỉ khi tim để hận thù đi đời thôi bao giờ ai vậy Dì <laughs> muốn nói chuyện với con Dì muốn nói chuyện gì Mình nói chuyện một chút đi Ờ, con phải học bài, không nói chuyện được đâu gì. Ờ, con xin phép đi. Điều ước sơn đo, sao không thành? Hư ảo giấc mộng, giấc mộng mà đâu thấy. Trân bỏ thơm vánh xa phía xa xăm, là lúc yêu thương trong ta ưng bâng. Chẳng khi tim đành Ai vậy? Mời đây, nơi thôi bao giờ. Đều... Dì mười hả Ừ à, Dì <laughs> Không thấy con xuống ăn Nên dì đem lên cho con nè à, à, Con cảm ơn dì Dì à Hồi nãy con cũng ăn mấy cái bánh rồi à, Con không sao đâu dì Trời ơi con phải ăn nhiều để lấy sức mà học con à Con có cần gì nữa không Ờ Dạ thôi con không cần gì nữa đâu Dì đừng lo cho con Con cảm ơn dì nha Dì đi nha <laughs> Tao biết mình tìm Thục Hiền lúc này là không đúng với thằng Vũ. Mày có ủng hộ hay phê phán cũng được. Nhưng tao cũng muốn cho mình một cơ hội. Hơn nữa, trong tình yêu á, đâu có ai nhường nhịn ai bao giờ. Mà tao không có ý kiến gì đâu. Hai tụi bay đều là bạn của tao. Ăn thua là Thục Hiền chọn ai thôi. Ê, mà mày thấy tao có chút hy vọng nào không? Tao chỉ có thể nói hiện giờ thằng Quy á, khó mà đỡ đầu nổi với bà dì ghẻ xảo quyệt của Thục Hiền thôi. Giờ có mày nhảy vô nữa, thiệt cái bộ chứng này thằng quy mệt à nha <laughs> mày làm tao thấy tội lỗi quá vậy chứ gì nữa việc gì mà phải bày vẽ đường đi nước bước cho mày nữa nếu không có ý đồ tách ly hai đứa kia mà thật ra bảo đảm con tục hiền và thằng quy không ai dám lấn tới nữa đâu yêu mà có cái hồn ma chính giữa yêu cái nỗi gì mà yêu <laughs> <laughs> tao cũng hy vọng lắm biết đâu vì bế tắc và cảm động mà Thục Hiền sẽ thay đổi thì sao? Bao lâu cũng được, tao sẵn sàng chờ. Nghĩa là mày phải nhờ bà ấy làm quân sư nữa à? Thật tình, tao cũng thấy ngán người như bà dì của Thục Hiền lắm. Nhưng mà bây giờ còn cách nào khác đâu, phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mày không sợ Thục Hiền giận mày à? Sợ chứ. Nhưng mà tao hy vọng á là Thục Hiền sẽ không biết chuyện này. <laughs> thôi, không biết có nên chúc mày thành công hay không nữa. Tao nghĩ á là mày nên chúc cho tao đi. <laughs> ok, chúc mày thành công.